Xin chào, nếu như đây là lần đầu mọi người đến với channel này thì mình là Thái, mình là sinh viên năm 2 ở Mỹ. Và một tháng vừa rồi thì mình đã trải qua rất là nhiều chuyện, từ chuyện đi học cho đến ti tỉ thứ khác nhau, những chuyện mà khi mà chúng mình bắt đầu lớn lên ấy, chúng mình sẽ gặp phải. Và mình cảm thấy là nó đã bắt đầu âm ỉ trong mình từ cuối mùa hè, khi mà mọi chuyện bắt đầu đi xa tầm kiểm soát của mình ấy, thì mình cảm thấy là nó ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của mình, đến thói quen của mình và đến cuộc sống của mình nữa. Cho nên là trong video hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những ngày mà cuộc sống trở nên bê bối. Và đầu video này thì chúng mình sẽ cùng nhau làm một cái room makeover cho phòng mình. Ok, bắt đầu video nhé. Fit. Ban đầu mình mua là nó có 4 feet thôi, nhưng mà nó không có vừa cái phòng ấy, cho nên là mình phải đi đổi lại. Và bây giờ là 7 giờ tối, mình đang làm lúc 3 giờ chiều, mà bây giờ là 7 giờ tối mình mới có mặt ở nhà với lại cái thảm. Trong video này chúng mình sẽ cùng nhau thay đổi lại hết tất cả layout của cái phòng này, trừ cái giường ra. Nên nhá, mọi người có thể thấy là cái phòng của mình nó trông không khác gì một cái chuồng ấy mọi người, chứ không phải là cái phòng nữa. Tại vì thật ra nhìn ấy thì nó có vẻ bình thường đúng không, nhưng mà khi mà mọi người kiểu mọi người nhìn kỹ vào ấy, như là đây cái kệ này này nó rất là lung ta lung tung, rồi nhìn cái tủ này nữa, mặc dù là nó có nhiều ngăn đấy nhưng mà mình để vào thì trông có vẻ như là nó rất là lộn thộn với mọi người. Xong rồi là bên đây nó dây nhợ, kiểu mình ngồi học trong một đống dây ấy. Mọi người thấy là dù cho mình có thay đổi bao nhiêu lần đi nữa thì cái giường và cái bàn học mình sẽ không bao giờ thay đổi vị trí. Tại vì mình nghĩ là cái giường ấy nó đã nằm ở cái góc gọi là đủ khuất rồi. Và cái bàn học ấy thì mình ưu tiên một cái góc gọi là nắng đẹp nhất vào buổi chiều. Tại vì mình hy vọng là mình sẽ ngồi học trên bàn lâu ấy, nhưng mà thật ra mình không làm nhiều đến thế. Cho nên là mình thấy để nó hơi bị chật chội phòng ấy, cho nên là mình đẩy nó vào trong đấy, để cho cái phòng mình nhìn thoáng hơn. Nữa là cái bàn tròn này thì ban đầu mình định học bài cho cái bàn tròn này thì kiểu là để mình thay đổi chỗ học ấy, nhưng mà tại vì cái bàn này là một cái bàn trong quán bar thì nó rất là kiểu bị rung lắc á mọi người, và nó cũng rất là cao nữa. Nếu như mà mình nghĩ là nếu như mà nó có thể thấp xuống một xíu nữa thì mình có thể để kế bên cái ghế lười thì nó sẽ thành một cái bộ bàn ghế luôn thì nó cũng ok, nhưng mà tại vì nó cao quá cho nên chắc là mình sẽ phải dục nó đi, chắc mình dục vô kho. Hoặc là mình để nó ở đâu đó trong nhà, để khi nào cần ấy thì lấy ra xài. Chứ mình nghĩ là cái bàn này chắc cũng không dùng được nhiều. Đấy. Còn cái tủ này thì mình nghĩ là mình sẽ dọn ra, kiểu những cái gì mà mình cần thiết ấy thì mình sẽ giữ lại, còn những cái gì mà mình không cần nữa thì mình sẽ dùng. Đây, một cái cuốn từ vựng tiếng Anh mình đã kiểu đem từ Việt Nam vào đây, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ học á mọi người, nhưng mà rốt cuộc mình không học. Xong rồi là Perfect IELTS Vocabulary mình cũng không học. Rồi là những cái cuốn tập mình học tiếng Anh từ cấp 3 ấy, mình nghĩ là sang đây thì mình sẽ có thời gian để mình học lại những cái này, nhưng mà trời ơi, mình không có thời gian để mình đi ngủ luôn mọi người. Cho nên là mình sẽ phải gom lại, xong những cái gì mình không xài thì mình sẽ đem dục. Đấy, còn những cái linh ta linh tinh nữa, nói chung là cái tủ này mọi người đựng rất là nhiều đồ, nhưng mà tại vì nó hở ra ấy cho nên là nhìn nó sẽ rất là kiểu lộn thủ, và mình cũng không cần nhiều, kiểu không cần giữ lại để làm gì ấy, cho nên là mình sẽ đem dục bớt đi. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói sơ cho mọi người về cái layout mới của phòng mình. Thì cái giường thì mình sẽ giữ nguyên tại chỗ này, và cái bàn học thì mình sẽ đẩy vào trong góc phòng. Đấy, và cái chỗ bàn học cũ ấy thì mình sẽ mua một cái thảm trải ra, và mình mua một cái tủ
để mình để đồ trang trí. Và mình sẽ mua một cái ghế lười và một cái bàn nhỏ, kiểu như cái bàn laptop á mọi người. Rồi mọi người, xong một hồi thì mình đã lấy hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Mình không biết là mình có nên kiểu không biết là mình có lựa chọn đúng đắn hay không ấy. Tại vì mọi người nhìn đi, bây giờ thì mình chỉ còn cách là mình chờ cái tủ kia về thôi. Và mình sẽ, nói chung là mình sẽ phải dọn lại hết cái đống này. Tại vì có những cái mà mình thật sự không muốn dùng của mọi người. Ví dụ như là đây nhá, cái bàn phím này là mình đem từ Việt Nam sang đây nè. Lấy là mình kiểu đòi nặng nặng đem sang đây được. Lúc đi sang đây á, mình không có đủ cân. Đấy, mình cứ dư cân đúng không? Nhưng mà mình vẫn kiểu đòi nặng nặng đem cái này thêm cho bằng được. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ xài, nhưng mà rốt cuộc mình không xài. Sau này là mình còn, lúc mùa đông năm ngoái mình còn mua cái máy này, là cái máy để thu băng cassette ấy. Là mình sẽ cắm một cái sợi dây vào đây và mình cắm một cái sợi dây vào trong cái, lại cái băng cassette vào đây thì nó sẽ thu vào cái băng và mình có thể nghe nhạc trực tiếp từ cái băng luôn. Nhưng mà bây giờ mình lại không muốn dùng. Tức là mình kiểu không muốn dục ấy, nhưng mà để lại thì cũng không làm gì á. Còn bây giờ bán đi thì mình không biết bán ở đâu ấy. The next day. Là bây giờ là ngày hôm sau rồi. Thì mình thấy là cái setup này cũng ok ha. Tại vì nếu mà mình để cái đèn ở đây này thì nó hất sáng mặt mình ấy. Thì quay video nó sẽ kiểu sáng cái mặt. Thì hôm nay mình sẽ unbox. Thì cái này là cái đồ để mình treo cái ba lô lên ấy. Tại vì những cái ba lô của mình ấy thì mình treo đầy tường hết luôn. Cho nên là mình còn cái chỗ để mình máng ba lô lên. Đây. Thì mình sẽ đóng nó vào tường, xong rồi nó có ba cái móc để mình móc đồ lên. Mình lại phải tự làm mọi người, kiểu bên đây mà đặt những cái đồ nội thất ấy, như là tủ hoặc là kệ, hay là chỉ có một mình đóng thôi, chứ không có ai đóng như mình hết. Đây. Tiếp theo là một cái giá treo quần áo. Tại vì nhiều khi mình ra đường ấy, mình chỉ mặc áo khoác đúng một lần thôi, xong mình về mình giặt thì nó rất là uổng. Đấy, cho nên là mình muốn cái này. Unbox hết đi hả? Chắc là mình unbox hết đi xong rồi mình nói sau. Cái này là một cái laptop desk. Đây, đúng. Mình không lắp cái này. Mình muốn ngồi phim hoặc là kiểu edit video. Đấy. Hồi Việt Nam mọi người, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày mình tự tay lắp bàn, lắp tủ, lắp ghế. Tại vì những cái này bên đây người ta sẽ không có đóng sẵn cho mình mà mình phải tự mua vậy đó. Mà nếu mình thuê người làm ấy thì sẽ rất là đắt tiền. Mà kiểu bên đây người ta kiểu thiết kế cũng hay nha mọi người. Kiểu như cái tủ, cái bàn, cái ghế mà người ta chỉ gói trong một cái box, mà kiểu mình lắp ráp như là ráp Lego. Thế nên là bên đây thì mọi người sẽ kiểu biết làm từ A tới Z. The next day. Là mọi người, hôm nay thì mình được nghỉ cả ngày nên là mình sẽ đưa mọi người đi ra đường. Mình thấy là từ khi mình đổi chỗ cái bàn á, nhìn từ những cái phòng mình thì nó thoáng ra, kiểu như là cái chỗ này nhìn nó không có bị kiểu rườm rà nữa, mà nó kiểu một cái khoảng trống thế này nè. Đấy, thì phòng mình nó nhìn nó to hơn. Đấy, thì đầu tiên là chắc là mình sẽ phải đi lấy cái mắt kính mới. Tại vì cái mắt kính này nè, mình nghĩ tại sao mình mua cái mắt kính này nữa, tại vì nhìn ấy thì nó ok, nhưng mà tại vì nó nặng á mọi người, thế là nó đè vào cái mũi mình ấy, mà cái mũi mình đã kiểu thấp rồi mà cái mắt kính này nó còn đè xuống nữa. Đấy, thì mình sẽ đi lấy cái mắt kính, tại vì mình đã cắt cái mắt kính này chắc cũng được một tuần rồi mà người ta vẫn chưa gọi cho mình nữa. Kiểu ở Việt Nam mọi người chỉ cần tốn tầm một tiếng đồng hồ là mọi người đã có được một cái mắt kính mới, đúng không? Mà bên đây mình phải kiểu book lịch hẹn, xong rồi mình phải kiểu đi khám bác sĩ kính, xong rồi mình phải đi cắt kính. Đấy, thì kiểu mình đã tốn tầm 300 đô cho cái kính này. Mà kiểu mình đã có bảo hiểm nên mình còn tốn 300 đô. Nếu mà mình không bảo hiểm là mình tốn tầm 700. Còn một cái nữa là cái điện thoại của mình vừa bị bể, mọi người thấy không? Chắc mình không thấy đâu, nhưng mà đấy, nó vừa bị bể. Mình không hiểu tại sao nữa, tức là mình đã xài rất nhiều đời điện thoại rồi mà kiểu mình xài đồ hay bị phá mọi người, thì là lúc nào mình cũng làm rớt điện thoại hết, nhưng mà mình chưa bao giờ
bị bể màn hình điện thoại, mặc dù là mình có làm rớt kiểu thẳng cái mặt này xuống đất nó cũng không bao giờ bị bể. Nhưng mà cái này nè, nó bể lần này là thứ hai rồi. Lần đầu tiên là mình mua được 1 tuần, thế là nó bể, mình phải tốn 200 đô mình thay cái màn hình mới. Xong rồi mình kiểu dán cường lực cái thứ, mình dán cường lực 4 lần bể hết 4 lần. Xong rồi bực mình quá mình xé luôn. Thế là bây giờ nó bể 1 lần nữa. Mà kiểu mình tháng này mình chi tiền cho cái phòng là hơi nhiều á, cho nên là mình không muốn lên 16, đợi tới tháng sau mình sẽ lên 16. Còn bây giờ thì chắc chưa. Giờ mình sẽ đi lấy cái mắt kính để xem là người ta có cắt xong chưa. Xong rồi mình sẽ đi học bài. Xong rồi chiều nay chúng mình sẽ cùng nhau đi tới Antique Store. Mình chưa biết là mình mua gì nữa, nhưng mà chắc là mình sẽ đi vòng vòng để mình tìm đồ cho phòng mới. Không, cho phòng. I just wanna check if my glasses is ready or not yet. Lee, it's Ellie. Ellie? Yes. I think it's tighter a little right bit. Here. Right here? Yeah. So you just like... I wanna bend it like down. That down. Way whenever you look kind of like this one, so I'll bend it a little bit. But if you think it feels okay, we're gonna make that something. Yeah, I think oh, that's okay. That looks so nice. Thank you. Yeah, very nice. Yeah, I think that's good. Okay, if not, you can always put it back. Oh, yeah. Calling to see if you're free to run away with me. Mình cảm thấy là đôi khi trong người mình nó hơi có sự mâu thuẫn mọi người. Như là mình thích mùa hè, tại vì mùa hè nó năng lượng, nó sôi động đúng không? Nhưng mà mình lại không thích thời tiết của mùa hè lắm, mà mình lại thích thời tiết của mùa thu đông hơn, tại vì nó mát, nó se lạnh và mình thích mặc kiểu đồ nhiều lớp ấy, cho nên là mình thích thời tiết của mùa thu đông hơn. Nhưng mà mình lại không thích cái cảm giác khi mà thu đông đến, tại vì mình nghĩ tại sao nhá, cứ tới mùa thu là mình lại thấy hơi hơi trầm xuống. Xong rồi tới mùa đông là mình cảm thấy kiểu cực kỳ trầm luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao nhá, năm này á, mình năm nay này mình cảm thấy mình trầm sớm hơn mọi năm. Tại vì mình cảm thấy như là một lúc nào đấy tự nhiên cái mình không thể nào kiểm soát được cuộc sống của mình ấy, mà kiểu rất là bực mình nha mọi người. Là nó mà xui á, là nó tới xui một lượt luôn, kiểu tất cả mọi thứ nó đổ dồn lên một lượt và nó ập lên đầu mình á. Như là đấy, kiểu mùa này mình vừa mới trót một lớp xong khá là xui, tại vì thầy chấm điểm hơi gắt. Thế là mình thấy mình được 40 điểm thôi, là không phải, mình được 70 điểm là mình drop ngay lập tức luôn, tại vì thầy chấm điểm quá gắt ấy. Xong rồi là mình tốn tiền từ tháng 10 tới bây giờ, từ đầu tháng 10 tới bây giờ mình tốn hết bao nhiêu là tiền. Xong rồi là mình vừa đi làm, mình vừa đi học, xong rồi mình không có thời gian dành cho mình. Xong rồi mình cảm thấy rất là stress, nên mình không biết làm thế nào mà để mình cân bằng lại mọi thứ ấy. Đấy, cho nên là mình cảm thấy là mùa học, mùa thu mình không thích. Mình cảm thấy nó rất dài, mình rất mệt. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy được an ủi một phần nào khi mà mặc dù là mình cảm thấy trầm, mình cảm thấy buồn nhá, nhưng mà kiểu xung quanh mình mọi thứ đều đang rất rộn ràng mọi người. Như là thời tiết thì nó bắt đầu mát mẻ hơn này, cho nên là mọi người đi ra đường nhiều hơn, rồi là cũng có nhiều lễ hội hơn, rồi là kiểu đường xã nó cũng kiểu được trang trí hơn ấy. Cho nên là mình cũng cảm thấy ok, mình cũng khá thích cái không khí khi mà mùa thu đông mang lại, một cái không khí lễ hội kiểu như sắp kết thúc một năm mọi người. Đấy. Hello mọi người. Hôm nay thì người ta đã giao đồ gần hết rồi. Còn trời ơi. Thì mình có 3 cái box ở đây. Bây giờ mình sẽ mở. Thì cái đầu tiên là cái thùng to đùng này. Cái này là một cái ghế. Mình muốn mua một cái ghế kiểu như cái ghế đệm, kiểu như cái ghế to đùng như này. Không phải cái ghế mà là kiểu như là
Không, nó là cái ghế nhưng mà nó là kiểu cái ghế lười ấy. Để mình ngồi chill chill vừa coi phim hoặc là edit video hoặc là ngồi ăn cái gì đấy. Và hồi nãy thì mình vừa mới đi mình đi return cái cây treo quần áo. Tại vì hôm qua ấy thì mình nhìn nó thì mình nghĩ là ừ nó cũng được, nhưng mà sáng nay mình dậy cái mình thấy nó hơi to, kiểu như nó là một cái cây thẳng đứng lên mà kiểu nó rất là cao và ba cái chân nó bành ra vậy nè, thì nhìn nó hơi thô và phòng mình thì cũng hơi chật nữa, cho nên mình đem đi return rồi. Đấy, thì nói chung mua đồ ở đây cũng tiện, là cái nào mình không thích ấy thì mình đem đi trả được. Ôi cái này nặng phết nha. Ok, mình cũng biết là nếu mà cái ghế này mình đem return thì mình sẽ return sao, tại vì nó rất là to ấy và nó rất là nặng nữa. Đây này, ôi trời ơi, đây nó nhìn này. Nhìn nó đang nở ra đúng không? Đúng, nó đang nở ra đấy. Mình sẽ để nó ở đây. Thì một cái là cái mấy cái hộp để mình cho dây điện vào ấy, tại vì phòng mình nó rất là nhiều dây điện luôn, cho nên là mình cần mấy cái hộp để mình cho dây điện vào. Thì kiểu như là một hộp bé như này đấy, thì mình sẽ để dây điện vào đây, rồi mình đậy cái này lại, rồi khi nào mình xài ấy thì mình chỉ đấy, thì mình để lòi cái dây ra đây thôi, chứ mình không phải kiểu để lum la ra. Và rất tiếc phải báo với mọi người là mình đã phải đi return cái giá treo đồ, tại vì nhìn nó bị thô kệch đó mọi người. Xong rồi là mình phải đi return cả cái thùng đựng dây điện nữa, tại vì nó cũng quá to đi. Và cái ghế lười nó nhìn nó to khủng bố luôn mọi người. Xong rồi cái ghế đó là mình return được 90 đồng, nhưng mà mình phải mua cái thùng hết 40 đồng mọi người, tại vì cái ghế nó bị oversize ấy. Xong rồi kiểu cái thùng cạc tông mọi người mua Việt Nam tầm kiểu rất là rẻ đúng không, hoặc là kiểu đi lượm da chai cũng có nữa, nhưng mà bên đây người ta bán 40 đồng. Đấy, mình nói mà tháng này mình tốn tiền, kiểu tốn tiền ngu quá mọi người. Cái cảnh mà mọi người thấy mình đi return ấy, thì tính từ cái lúc đấy tới cái lúc mà mình đóng được cái tủ này là đúng một tuần. Và trong một tuần đấy là bao nhiêu chuyện xui xẻo, rồi là mệt, vừa đi làm vừa đi học, xong rồi là về khuya, xong rồi mình kiểu về, xong rồi mình đau đầu, xong ngủ trễ, xong rồi dậy sớm, xong rồi là deadline dí, xong rồi mất tiền, nói chung bao nhiêu chuyện nó dồn một cục trong cái tuần đấy. Đấy, mình vừa mệt, mình vừa bị kiểu bị burnout đó mọi người. Xong rồi là bây giờ mình còn phải lắp cái tủ này nữa, hay là mình bị kiểu stress chồng thêm stress, kiểu mình mệt gấp đôi luôn mọi người. Là mọi người, bây giờ đang là 6:45. Mình đã lắp cái này từ 5 giờ chiều mọi người. Như tuần này mình stress dã man luôn á. Xong rồi bây giờ mình đóng cái tủ này cái mình stress hơn. Xong bây giờ đây là phòng mình. Xong rồi, mọi người biết gì không? Tức là mình đóng xong cái tủ này rồi, nhìn nó rất ok. Nhưng mà có một vấn đề là tại vì cái tủ này nó nặng quá. Nhưng mà vấn đề á là cái chân ấy thì nó lại rất là bé. Bây giờ 5 cái chân nha mọi người, tức là cái tủ này nó có tận 5 cái chân, nhưng mà nó gãy hết rồi. Để nó bị như thế này nè, cho nên là mình bây giờ mình không dám để đồ nặng lên, chắc là mình sẽ phải tháo hết mấy cái chân ra. Đây, nó có sách mách có chứng. Nó gãy rồi mọi người, kiểu như cái tủ này nó rất là nặng, nhưng mà mình cảm giác như là 5 cái chân này nó rất là mỏng manh luôn ấy, kiểu như chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi nó cũng có thể gãy được. Và nó gãy rồi. Tức là đây cái miếng gỗ, thì người ta đóng cái miếng sắt này vào cái miếng gỗ, và mình sẽ vặn cái chân này vào trong cái miếng sắt này. Nhưng mà tại vì cái miếng sắt này nó chỉ có 4 cái chân bé này thôi. Đấy, thì 4 cái chân này nó bấu vào cái miếng gỗ, nhưng mà tại vì 4 cái chân này nó bé quá cho nên là nó bị đứt ra luôn. Đấy, cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đấy chỉ cần dứt ra thôi là nó đi luôn. Và tay mình máu me. Đây,
Đấy, nãy giờ tay mình chảy máu rất nhiều. Đóng vào cái tủ mà tay mình. Thấy ghê. Nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tháo hết 5 cái chân này ra. Xong mình sẽ để thẳng cái tủ này xuống đất luôn. Đấy, rồi khi nào mình tìm được 4 cái chân khác thì mình sẽ làm sau. Đấy, chứ bây giờ mình mệt quá rồi. Nãy giờ máu me khắp phòng. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Mình cảm thấy như là học kỳ mùa thu năm nay nó có một cái gì đấy không ổn với mình đó mọi người. Giống như là tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với mình nhé. Từ chuyện đi học này, trường lớp này, rồi là cân bằng cuộc sống này, đi làm vừa đi học, xong rồi là từ routine của mình, xong rồi từ suy nghĩ của mình nữa. Đấy, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều đổ dồn lên đầu mình đấy. Đó cũng là lý do vì sao mà dạo gần đây mình ít ra video hơn trước. Một lý do nữa, bây giờ mình là sinh viên năm 2 rồi, cho nên là những cái môn học nó bắt đầu khó dần lên, nhưng mà nó lại không mang cho mình cái cảm giác hứng thú như là những ngày đầu nữa mọi người. Như là nó chỉ là lịch sử rồi là government, kiểu nó rất là chán á mọi người. Nó cực kỳ chán luôn. Nó không liên quan gì tới chuyên ngành hết, cho nên là là ngày thứ hai đầu tuần. Kiểu một tuần trôi vèo một cái là hết ấy, mà cái video này mình quay được 3 tuần rồi. Một video quay 3 tuần. Bây giờ đang là giờ đang là 11 giờ. Thì mình có một tiết học lúc 1 giờ chiều. Ok, bây giờ chúng mình sẽ làm một cái transition. 1 2 Ok, đi học thôi. Thùng đồ của mình về rồi mọi người. Đây là đồ của Mushi. Tại vì mình mua đồ cho mùa thu đông á, tại vì trời nó cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Mặc dù nó chưa có lạnh lắm, nhưng mà nó cũng bắt đầu trở lạnh rồi đấy. Nên là mình mua. Thôi đó, mình định mua cái này từ năm ngoái cơ. Nhưng mà tại vì mình không biết tại sao nhé. Tức là Mushi ở Việt Nam ấy, mình thấy là người ta luôn luôn có đồ. Nhưng mà Mushi bên đây á, người ta cứ luôn luôn hết đồ mọi người. Kiểu lần nào mình lên người ta cũng ghi là sold out, cũng ghi là out of stock. Xong mình chờ mãi cho tới gần đây mình lên thì người ta mới ghi là nó đã in stock. Thế là mình mua. Đấy. Thì đây là mình mua toàn là áo thun, xong rồi toàn là áo sweater ấy. Vì mình thấy là áo sweater của Muji mặc khá là ok. Xong mình vui hẳn lên luôn mọi người. Hồi nãy mình đi làm mình thấy người ta báo tin là đồ của mình đã về, xong mình kiểu mình muốn về nhà để mình unbox liền. Tại vì là nói chung là từ đầu tháng 10 tới bây giờ là giữa tháng 10 là mình gặp xui triền miên luôn. Kiểu không, mình không biết tại sao chuyện xui ở đâu ra mà nó cứ kiểu rơi từ trời rơi xuống mọi người. Như là hồi đầu tháng là mình bị bể điện thoại, mọi người biết rồi đúng không? Đấy, nhưng mà vấn đề là cái điện thoại này mình chưa có trả góp xong, mình còn nợ tới như 300 đô hay sao á. Xong rồi là mình định try cái này lên iPhone 16 Pro. Nhưng mà bây giờ mình bị bể màn hình rồi, mình không chơi được nữa. Xong rồi là kể mọi người nghe, mình bị tốn tiền nữa. Như là mình chi cho cái phòng này, mấy cái tủ này nè. Đấy.
đấy, xong rồi là nói chung tốn tỷ thứ khác nhau. Tự nhiên cái đúng cái tháng này cái là mình tốn biết bao nhiêu tiền luôn từ đầu tháng tới bây giờ. Xong rồi là chuyện học nữa, mình bị phát hiện là xài ChatGPT. Mình nghĩ là kiểu ai cũng sẽ dùng thôi đúng không? Tại vì kiểu nhiều khi tụi mình không biết mình nên nói ý gì trong bài ấy, thì mình kiểu mình lên mình search xong rồi mình nói là ý của mình thôi. Đấy, xong rồi mình kiểu mình làm research này nọ, mình cũng kiểu lên đấy mình tìm xong rồi mình làm research dựa trên những cái ý đấy. Nói chung là kiểu từ mùa trước tới bây giờ mình dùng, mình không bao giờ bị phát hiện, mà không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện trong cái lớp này. Mà kiểu mình đã viết theo văn của mình nhá, mà mình vẫn bị phát hiện. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Đấy, cho nên là mình bị cô phát hiện, xong cô gửi mail bảo là mày bị phát hiện là xài cái này, nhưng mà tao sẽ không gửi mày lên một cái văn phòng. Tại vì nếu như mà mọi người bị phát hiện á, mọi người sẽ bị gửi lên một cái văn phòng gọi là Dean Student Office gì đấy, mình không biết nữa. Đấy, thì mình sẽ bị điểm F hay là gì đấy. Nhưng mà cô bảo là đây là lần đầu tiên, cho nên cô sẽ tha. Thì cô cho mình làm lại bài. Kiểu chuyển xuống nó cứ tưởng trời nó rơi xuống á. Đấy, thì mình mua toàn là áo. À, nếu mà đây là cái áo thun, đây là cái áo của mình đâu. Còn cái áo này là màu trắng. Mình thấy mặc ok, nhưng mà tại vì nó, mình thấy là áo Muji mặc ok, nhưng mà nó dễ bị dơ á mọi người. Kiểu như nó dễ bị ố á, mình cứ tại sao nó, mặc dù là mình cứ giặt cẩn thận lắm mà không biết nó vẫn ố. Màu xanh nước biển. À, mình còn mua viết nữa. Đây là viết của Muji. Mọi người hay hỏi mình xài viết gì thì mình xài toàn là viết của Muji không thôi, tại vì nhìn trong nó sang á mọi người. Mà viết lên nó cũng đẹp nữa, kiểu như cái đường đi kiểu như cái nét mực rất là mượt ấy. Hình như bên đây mình mua có 14 đồng cho một hộp 10 cây. Hay chia ra một cây có 1 đồng mấy thôi ấy. Nhưng mà rất là ok. Ủa, mới hết viết rồi. Đây nó như này. Cũng ok ha. Đúng, tại vì mày cũng sắp hết pin rồi. Đây là một cái sweater màu be. Ok. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp cái này, xong rồi một lát nữa chúng mình sẽ đi ăn sinh nhật. Ok. Giờ này mới tới. Ê, cửa nó tự mở ra kìa, thấy ghê quá à. Dở phòng ấy, đừng có lo. Ê, nó mở ra nữa kìa. Em đợi á. Đóng thì không đóng. Đỡ quá nè. Đỡ quá đi đâu quay nha. Chứ bây giờ đốt làm sao mà bỏ quá trời gió này. Cái gì? Giờ đốt làm sao đốt được. Không, cái nói này là cái nói bởi chị thổi nó không có sai bẫy được. Ok, ra đây nha kìa. Ok, ra đây nha kìa. Cái gì vậy? Tiệc tư chứ mà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Cảm ơn. May you walk in your hair. Happy birthday to you. Mừng ngày nào. Come on, love Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
đây, vô đây bên đây. Có con mèo cún đây, con gì ở ngoài? Chị ngồi đây. Ý là cái mèo nó cũng kìa bắt cơm. Wow. Kiểu nhiều khi mình cũng mệt đó mọi người. Xong rồi nhiều khi mình stress, mình mệt, mình buồn, xong mình muốn burnout. Nhưng mà mình nhìn sang mọi người, mình thấy là mọi người cũng đang cố gắng, mọi người có thể là mọi người cũng đang mệt mỏi, nhưng mà mọi người không thể hiện ra nhiều cho mình biết. Đấy thì mình nghĩ là nếu mà ai cũng đang mệt mỏi thì mình cũng không nên than vãn quá nhiều về vấn đề của mình. Đấy, mình cũng không nên buồn quá lâu, cho nên là kiểu mình cứ ok, buồn thì buồn, than thì than, mệt thì mệt, nhưng mà làm thì vẫn làm, học thì cứ học thì vẫn học. Đấy, giống như là lúc mình học cấp 3 ấy, mình kiểu ôi trời ơi mệt quá, không biết chừng nào mới qua cái khoảng thời gian đầy bài kiểm tra này. Nhưng mà sau khi vượt qua rồi thì mình nói là nó cũng không đáng sợ gì mấy. Cho nên là đấy, buồn thì buồn nhưng mà học vẫn học, làm vẫn làm. Makes a world of difference, oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within, I can tell that you're tough. Hôm nay thì mình đi làm về buổi tối, nhưng mà mình chưa muốn về nhà ngay á mọi người. Xong rồi mình nhớ ra là chỗ này này, mình chụp hình lần trước ấy, thì mình nhớ là người ta có văn đèn, cho nên là mình nghĩ là hay là mình ra ngoài, mình có thể là mình đi dạo, hoặc là mình tìm chỗ nào đấy mình ngồi ăn một cái bánh ngọt, nhìn mọi người đi qua đi lại thì cũng khá là chill. Cho nên là mình xách xe mình đi thẳng ra ngoài luôn. Mình nghĩ là bên cạnh những cái lúc mà chúng mình đi chơi cùng bạn bè, kiểu như đi tới những cái nơi mà sôi động, kiểu như rộn ràng á mọi người, thì chúng mình cũng có thể dành một xíu thời gian ra để relax, để kiểu như là chậm lại. Nếu mà có người nói chuyện thì càng tốt, còn nếu mà không có thì cũng không sao. Tại vì mình biết là ai cũng đang rất bận và ai cũng đang rất mệt. Kiểu như mình cũng khá là tùy hứng á mọi người, không thể nào mà có một ai giữa đêm đi với mình được, hoặc là kiểu giữa trời chưa nắng kiểu đi chụp hình với mình được. Đấy, cho nên là mình thường đi một mình không thôi. Thì mình thấy nó cũng khá là hay và khá là kiểu chiêu chiêu mọi người, kiểu như relax thoải mái ấy, kiểu như trời gió vèo vèo rồi mình đi bộ, hoặc là mình ngồi mình thư giãn, kiểu như mình không cần nghĩ một cái gì hết, kiểu đầu mình trống rỗng luôn ấy, thì càng tốt, kiểu như mình được xả ra ấy.
chắc là bây giờ mình sẽ tâm sự chuyện học với lại mọi người ha. Thì mình lấy tổng cộng là 4 lớp trong mùa này đúng không? Thì lớp đầu tiên là lớp English thì mình đã drop tại vì thầy chấm bài khá gắt. Tuần đầu tiên mình học ấy thì thầy chấm 70 điểm. Nên là mình drop ngay lập tức luôn tại vì 70 điểm là mới được điểm C thôi hay sao ấy. Nên là mình drop ngay lập tức tại vì mình thấy là 3 lớp là cũng đủ mệt rồi. Đấy, xong rồi lớp speech thì lớp này là mình cực kỳ ghét. Tại vì nó là lớp kiểu như public speaking á mọi người, nhưng mà mình lấy online, thế là kiểu tuần nào cô cũng bắt làm bài hết, mà kiểu cô này rất khó luôn nha mọi người, cực kỳ khó luôn, mà kiểu tuần nào cũng đợt bài mà feedback cực kỳ là kiểu chi tiết nhưng mà rất là kiểu không cần thiết không mọi người. Ok, lớp tiếp theo là lớp government. Thì lớp này là mùa trước là mình lấy một lần rồi, thì năm nay là mình lấy tiếp một lớp tiếp theo. Đấy, nhưng mà kiểu cái lớp này á, ý là thầy á, thầy không trả lời mail của mình đâu mọi người. Kiểu mình thắc mắc á, mình gửi mail hỏi thầy nha, mình gửi mail đàng hoàng, thầy vẫn không trả lời. Xong rồi nhá, cái lớp này là có 4 bài essay. Thì cái bài bây giờ là mình đang làm bài thứ 3 rồi, nhưng mà cái bài đầu tiên á là giữa tháng 9 mà thầy vẫn chưa chấm điểm cho mình. Thế là mình vẫn không biết là mình làm đúng chỗ nào, mình làm sai chỗ nào, mình làm không tốt chỗ nào để mình làm tốt cái bài tiếp theo á. Thầy vẫn không chấm điểm mọi người. Ôi giời ơi, chết tôi mất. Nên là mình thấy chỉ có lớp toán là ok, nhưng mà lớp toán là này là lớp calculus, cho nên là nó hơi mệt, nó hơi kỳ nhiều bài và nó hơi nặng. Nhưng mà mình thấy cũng ok, kiểu như mình thích học toán không mọi người, mình rất là enjoy học toán. Còn viết essay thì thôi, tôi xin thua. Thì hết mùa này là mùa sau mình còn phải lấy thêm 3 lớp tiếng Anh nữa, một lớp English, một lớp History và một lớp gì đó thì mình không biết nữa, lớp kiểu xã hội á mọi người. Đấy, thì 3 lớp đấy là bắt buộc phải lấy và chắc là phải có essay đấy. Đều này đây, bánh màu điệp nhỏ hơi dài, nó hơi hẹo trái sẵn. Mà mặt khoét ở trên mà đúng không? Nếu mặt khoét ở trên thì cho nó vô, còn không khoét dưới để đổi đầu. Thì vậy lấy một trái có không cái đầu, một trái có cái đầu, làm hai kiểu. Đây giống cái chổi của Harry Potter không vậy? Gửi đi, gửi đi. Con trái đầm bự hơn không? Cái này nó to dọc mà. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi làm pumpkin. Bên đây người ta có một hoạt động rất là vui, đó là khi mà tới Halloween đó, người ta sẽ khoét cái pumpkin thành mấy cái hình kiểu như là có mắt có miệng mọi người, giống như trên phim á. Đấy, thì tụi mình hẹn cái này từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, mà bây giờ là giữa tháng 10 tụi mình mới có cơ hội để đi làm. Không phải đi làm mà là đi mua. Đấy, tại vì là Halloween cũng ngay cái dịp gọi là midterm á mọi người, cho nên là nói chung là tụi mình cũng hơi mệt. Kiểu mặt ai cũng buồn ngủ mà kiểu mắt mở không lên nữa, nhưng mà tụi mình vẫn làm để vì tụi mình ham vui. Đấy, cái chỗ đứa cái phần lao thì khó đó. Ừ. Ghê. Này mà nó cứng nhau.
Mọi người nhớ khoảng này năm ngoái tụi mình đi đâu? Mình đưa mọi người đi thả lồng đèn ấy, nhưng mà mình thả không được. Sau đó bây giờ mình đi làm bí ngô, nhưng mà mình không đi ra vườn bí ngô, tại vì bên đây người ta có một cái gọi là có những cái vườn làm bí ngô mọi người, thì mình sẽ tới đó mình làm luôn để cho nó có kiểu không khí đông vui ấy. Nhưng mà tụi mình một lần nữa không có điều kiện, cho nên là tụi mình xin phép. À không, tụi mình chưa xin phép, tụi mình đem về quán để làm. Chụp nữa. Mệt ghê. Các bạn gì đang đứng kia quay lại chào các bạn bạn ơi. Hả? Quay lại chào. Hello. Cái. Ok. Rồi giờ tới mình nha mọi người. Rồi mình sẽ quay nhân vật chính. Nhân vật chính đang uống nước, uống rất là ngon. Bạn đang chép chép, bạn đang uống thêm ngụm nữa. Tiền của mấy bạn đưa mình nha. Ít tôi biết mà, sao làm sao thiếu cái này được. Kỳ dùng 21 thôi, cuối cùng một người khác. Tại mình kiếm quay quay có. Đừng có quay gần rồi khuyết điểm. Dễ thương mà, mẹ dễ thương. Và video của tuần này chắc là sẽ kết thúc ở đây thôi. Mình mong là mọi người sẽ thông cảm cho cái sự ra ít video, bởi vì cái sự depressed này của mình. Và mình thấy nó như là một cái vòng tuần hoàn á mọi người. Khi mà khoảng thời gian này năm ngoái mình cũng có cảm giác như thế, nhưng mà cái cảm giác đấy nó quay lại và nó mang lại cho mình một cái cảm giác mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Tại vì mình nghĩ là mình đã có một khoảng thời gian mùa hè rất là đẹp ấy. Và như mình cũng đã nói ở những cái lần trước, lúc vui thì mình cũng đừng nên vui quá, mà lúc buồn thì mình cũng không nên buồn quá. Đừng vì một ngày vui mà nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi màu hồng. Và cũng đừng nghĩ rằng một ngày mây đen xám xịt đánh lừa và nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc đời đen tối. Nên nếu mọi người hỏi mình rằng mình có chấp nhận đi qua những ngày mây đen xám xịt để đón nhận những ngày nắng sau đấy hay không, thì mình sẵn sàng sống lại nó một lần nữa. Tại vì mình thấy là dù cho mây đen hay là ngập nắng, thì những ngày đấy cũng sẽ đi qua và nó cũng sẽ trở lại với mình một ngày nào khác thôi. Have you ever been in love? Dove in from high above? And if the answer's no, well then I'd like to get to know you.